Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xin Lê Việt Nam. Hôm nay Xin Lê Việt Nam sẽ lại làm một cái video về một cái chiếc xe Đông Ben X30 có màu sắc khá là bắt mắt ở trước màn hình các bạn đây. Đây là một cái sản phẩm mà bên mình thực hiện cho đơn vị Minh Quân Logistics. Các bạn có thể thấy là hai cái màu sắc nó khá là tương đồng với cái logo ở sau lưng của cái thương hiệu này. Cái logo của họ là có một cái chữ Minh Quân màu cam, chữ trắng. Ở trên chúng ta sẽ có cả một số cái màu xanh điểm xuyết vào. Thì cái sản phẩm này là tự tay mình thiết kế và thi công. Đây là một cái sản phẩm mặc định ban đầu, nó có một màu xanh như thế này. Các bạn có thể thấy một màu xanh lá như thế này. Và bên mình đã thi công bằng cách là sơn các cái phần còn lại sang màu cam để trùng với cái màu logo của họ. Thế đây là một trong những cái sản phẩm mà khách hàng đánh giá rất cao, và khi mà mình giao xe cho khách hàng thì khách hàng rất là ưng về cái màu sắc cũng như là cái thiết kế của cái sản phẩm này. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy nó không khác gì các cái sản phẩm Đông Ben X30 V2 khác. Vẫn là một phiên bản X30 2 chỗ, trọng tải 950 kg. Chết rồi, ai khóa rồi, để mình mở ra. Chúng ta vẫn có một cái chiếc Đông Ben X30 V2 như các cái sản phẩm khác. Nhưng ở đây chúng ta sẽ, mình chỉ đánh giá về cái màu sắc của cái sản phẩm này thôi. Thì với cái màu cam như thế này, như các bạn biết, nó nếu đi trên đường các bạn nhìn thấy một cái sản phẩm có một màu cam bắt mắt như thế này thì nó sẽ rất được chú ý. Thì khi các bạn đi các con xe mà được thiết kế market về thương hiệu lên như thế này thì mặc định là khi chúng ta chạy ra ngoài đường thì người nhìn vào, người ta sẽ biết được các bạn bán cái gì, các bạn làm những cái gì, đúng không ạ? Ở đây có logo Minh Quân Logistics như thế này, và chạy ra ngoài thì người ta vẫn biết rằng nếu chúng ta chạy cái xe này ra ngoài thì mọi người đều biết rằng là của Minh Quân. Tại vì với cái màu sắc như này, với cái nhận diện thương hiệu như này thì chúng ta không thể nhận nhầm lẫn được sang các cái sản phẩm của các hãng khác. Thì cái sản phẩm này là bên mình đã giao xe cho khách hàng cách đây khoảng 2 tuần. Hôm nay thì khách hàng quay lại gara bên mình để bảo dưỡng và bảo dưỡng định kỳ. Họ đã chạy được khoảng 1.000 cây rồi. Thì đây là một lần, đây là một trong những các cái chính sách rất là tốt của bên mình, là bên mình sẽ hỗ trợ khách hàng 3 lần bảo dưỡng. Thì cái lần đầu tiên này diễn ra khi mà cái xe của khách hàng đi được khoảng 1.000 km. Bên mình sẽ tiến hành là siết chặt lại các con ốc, bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, thay lọc dầu cho cái sản phẩm này. Thì vẫn giống như các cái sản phẩm Đông Ben X30 khác thôi, chúng ta vẫn có một cái ngoại hình đằng trước nó như thế này, giống với các thiết kế của xe BMW. Chúng ta vẫn có đèn pha bi xê lông ở trước, đèn gầm, logo Đông Ben ở trên này. Gương chúng ta, dương gương này cũng được sơn thành màu cam đấy các bạn. Đó. Cửa, tay nắm cửa mạng chrome. Chúng ta sẽ có khoang nội thất được chia làm 3 khoang, nó giống như tất cả các chiếc xe Đông Ben X30 khác. Thì mình cái xe này thì mình cũng làm video rất nhiều rồi. Nó không có gì là lạ lẫm gì với người xem nữa. Và chúng ta cũng thấy cái sản phẩm này chạy trên đường rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này là đời 2019. Thì những cái đời mà 2019 thì nó sẽ có một số các cái cải tiến nhất định về cái hiệu suất sử dụng, cái độ bền của sản phẩm. Tại vì Đông Ben cũng rất là lắng nghe khách hàng và họ cải tiến sản phẩm của họ từng năm. Cứ mỗi một đời ra mắt thì các cái sản phẩm nó sẽ được cải tiến hơn về hiệu năng sản xuất cũng như là về độ bền của sản phẩm. Mọi cái đóng góp thì các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua xe và tìm hiểu các dòng xe
của Đông Ben, các bạn có thể gọi vào số điện thoại của mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Cảm ơn các bạn.